Rồi, hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ đây. Thì xin lỗi các bạn vì hôm qua mình đã không quay video cho các bạn được. Tại vì dạo gần đây Sài Gòn rất là mưa. Ý là mình đã có quay một ngày, các bạn biết mình với Hoàng Anh quay một ngày tới tận 3-4 cái video. Mỗi ngày up một cái video có nghĩa là khỏe rồi đúng không? Nhưng mà dạo gần đây các bạn biết là Sài Gòn mưa mấy ngày liền luôn. Mà mình đã nói với các bạn rồi, đó là mình ở trên gác, kiểu như một cái phòng trọ mình ở trên gác và cái gác của mình nó rất là gần mái tôn. Buổi sáng thì nó nóng cực kỳ, buổi tối thì bình thường, thì nói chung là trời nó khá se lạnh thôi. Mưa một cái là ồn kinh khủng luôn. Ý là mình đeo tai phone mà mưa thôi là nó đã kiểu như mình không thể nghe nhạc được luôn rồi, đúng không? Cho nên anh em thông cảm ha. Rồi, thì hôm nay sẽ không có sự xuất hiện của Hoàng Anh và Sĩ An Hại. Tại sao? Tại vì đơn giản là Hoàng Anh thì bận, Sĩ thì cũng đang bận luôn. Giờ này Sĩ không có on được, cho nên là một mình chơi thôi. Ok. Thì nói về ARK thì ở tập trước mình đã đi dùng con Mega Therium hang để lấy chitin rất là nhiều luôn. Cho nên là bây giờ, tại vì lúc trước các bạn kêu mình xài mod stack như nè, stack đi không chịu, rồi xài mấy cái mod kia không chịu. Bây giờ ha, sĩ diện, bây giờ cài mod vô thì nó vẫn chưa add được các bạn. Kiểu như những cái món đồ mà trước khi cài mod nó chưa cộng dồn lại thì nó vẫn không cộng dồn lại luôn. Ok, thì bây giờ thì mình đã chế được, các bạn thấy không? Cơ ngơi của mình đã, nói chung là có một cái bước vượt bậc luôn các bạn. Trời hơi tối ha, bây giờ bật đèn cho các bạn xem nè. Đây là các bạn Geometry, mình mới làm thêm một cái bàn nữa các bạn, để kiểu như là một bên làm narcotic và một bên sẽ làm cementin. Và bây giờ mình ui, what the fuck, cái gì vậy? Ui, cái đéo gì vậy? Ui. Ui, gì vậy? Ui, thôi, cái gì vậy? Cắn anh ơi, cắn nó. Hay quá. Anh ra anh giải cứu giùm em coi. Quém nó anh ơi, quém nó. Quém nó. Ui, sao con này đứng yên vậy? Ok, bắt xẹp đi để mình ra. Bây giờ con mình hôm nay mình tính đi lấy biotoxin đó các bạn. Ngáo nè. Để mình dí xong con này đi tính tiếp thôi các bạn. Chứ nó quậy gì thế này làm sao mà đánh được. Ok. Thì lúc trước các bạn kêu mình lấy biotoxin mà mình phớt lờ các bạn. Kiểu như biotoxin đâu có làm cái gì đâu mà mình lấy. Mà ai ngờ hôm nay mình đã biết được công dụng của biotoxin. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã nhắc nhở mình. Hiện tại thì bây giờ mình đang làm cementin này các bạn. Đó, thì mình đã dùng cái con đập đá của mình. Dùng cái con đập đá của mình để đi lấy đá, thấy không? Nói chung là mình cũng không có được xuyên cho lắm, cho nên là mình lấy được có chút chiếu này nè. Mình bỏ vào đây ha, đem qua. Rồi bỏ stone vào và làm. Chúng ta làm được rất là nhiều cementin, nó làm rất là nhanh các bạn. 80, tuy là ráng được 83 thôi mà mỗi lần thì nó sẽ được được bao nhiêu ta? 38, 44. Ồ, hôm cũng nhiều hết các bạn. Và bây giờ mình bỏ tiếp cái này vô đó, bỏ hết chitin qua bên đây luôn. Giờ trong người mình mấy ngàn chitin luôn á. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ, nói chung là bây giờ chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ui, sao bên đây mình lấy không được ta? Ui, metal mình hết rồi, mình hết ga rồi. Thôi cãi không sao, quá trời metal rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm những nguyên vật liệu, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tem một con nào đó cho các bạn xem. Bây giờ cái thời khắc này là ổn định rồi. Bây giờ chúng ta mới nghĩ tới cái việc tem. Thì đầu tiên để tem được thì các bạn cần phải học là long neck, là cây súng. Rồi sau đó chúng ta học viên đạn Tranquilizer Duck.
Nhưng mà các bạn có gợi ý cho mình là cái viên đạn mà Shocking Tranquilizer cũng được sử dụng bởi cây long nách luôn, là nó sẽ gấp đôi hơn so với cái cây này. À, và cái cây này còn dữ dội, nhiều mình nghĩ là nó còn dữ dội hơn nữa, là nó được, cái này là cái amorphine, không biết là mình có thể ráp được hay không. Amorphine thì không thể ráp được, nó lấy, hình như là mình nghĩ không lầm là nó lấy từ cái con cái này là cái độc của con titanobo này các bạn, còn cái này là cái máu của con đĩa. Còn cái amorphine này, để mình lên Google mình search coi. Đó, ok, đây 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 đây. À, rồi rồi rồi, mình biết rồi các bạn. Trên trang chủ của ARK Wikipedia các bạn, thì cái này gọi chính xác là ammonite đi cho nó dễ đọc. Thì cái để lấy được cái chất mà vàng vàng đó thì mình cần phải giết một cái con gọi là, các bạn có thể biết được là con ốc anh vũ không? À, con ốc mà cái thân nó thì nó râu ria kiểu kiểu giống như con Raken đó các bạn. Khi giết tụi nó thì nó ở dưới biển, rất là sâu dưới biển luôn nha. Giết tụi nó thì nó sẽ ra được cái chất màu vàng đó. Nhưng mà bây giờ thì các bạn biết rồi đó, làm sao để ấy được, làm sao để bây giờ xuống biển được, trong khi con cá mập mình còn quá là sida đi. Ui, cheating everywhere vậy, cheating everywhere. Ok, bên đây còn 600 mấy, làm luôn, ráp tiếp. Ok, nếu mà bây giờ mình translate qua hết được thế, là chi tin đúng không? Translate qua hết không biết đủ đủ không nữa, chắc đủ. Ui, không đủ các bạn ơi. Để mình để qua đây bớt, để mình để qua đây bớt. Đồ đạc mình còn lủng củng lắm các bạn, tại vì mình soạn là một mớ rồi đó. Ý là mình đã soạn là một mớ rồi đó, mà chưa chưa tới đâu hết. Ui, còn có mới nhiêu đó à? Đó, đồ đạc mình còn bừa bộn quá, vứt qua đây hết rồi. Ui. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ làm đạn nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta làm đạn ở Fabricator đúng không? Không không, làm đạn ở Smite trước đi, lan man quá. Đây, làm đạn ở Smite. What the fuck, mình học đạn chưa mà không thấy ta? Ủa, mình học đạn rồi, ở Smite đúng rồi. What the fuck? Weapon Ammo. Ủa, kỳ vậy? Có sao kỳ vậy? Symbol coi. Ủa, sao không thấy? Để mình làm một cái smite mới đi các bạn. Smite. Đây. Metal, stone và wood đúng không? Metal chắc bên đây. Ui, rất là metal quá trời luôn, không biết để đâu luôn á. Anh chút thôi, trả bên đây một tí. Rồi, metal stone 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 bên đây còn dư cục nào không? Và wood, wood hả? Wood thì wood bên đây. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ wrap smile. Stone nó thiếu stone, mình mà thiếu stone. What the hell? Ok, mình đi ăn lượm mấy cục nữa đi. Stone không bao giờ là đủ luôn các bạn, tại vì wrap simultin hết trơn rồi. Mình hôm bữa mình có nghĩ tới cái việc mà kiểu như sao ta, optimize á các bạn, optimize lại cái game này cho nó mượt hơn, nhưng mà mình thấy cấu hình xấu á, nó kiểu như nó không có cái khả năng đổ bóng á, cho nên mình cũng không tính optimize. Cái chịu chịu khó lắc lắc một tí, nhưng mà mình kiểu như chỉnh setting nó phù hợp rồi. Mình cũng ý nghĩ là làm mấy cái kiểu như mấy cái tớp khủng long các kiểu này nọ, các bạn không biết là các bạn đồng ý hay không. Để mình thử mình làm coi, tại vì cái đó làm nó thì nó cũng hơi bị tốn công của mình nhiều, tốn thời gian. Đầu tiên là gunpowder và metal đúng không? Gunpowder thì chúng ta làm bằng bắt powder và cái gì ta,
Đây gun powder mình có rồi đây, và cho đúng rồi, bắt powder và cho. Hay cha, nhắc tới bắt powder mới mệt nữa nè. Gun powder và than chứ. Ủa hình như đúng rồi đúng rồi. Mình nhầm. Ráp được 4 viên hả? Ủa gun powder thôi. Chỉ gun powder với metal thôi. Ok. Mình sẽ train qua đây hết nha. Gun powder và metal đúng không? Mình nhầm. Để làm gun powder thì mới cần ấy. Ammo đây. 4 viên nữa. What the fuck? À, gun powder đúng không? Gun powder. Chúng ta sẽ ra đây chúng ta coi. À, bây giờ cần than và bắt powder. Bắt powder thì chúng ta cần balin. Balin chứ, balin ở đây. Ai cha, không có balin rồi. Bắt powder mình mới mới thấy bắt powder đây. 100 bắt powder. À, bây giờ đồ đạc mình quá trời luôn, không biết để đâu mà cho hết nữa. Ngoài tủ đây còn một đống hay gì nè ta, phải không ta, nhớ nữa coi. Bà Linh nữa nè. Đồ quá trời đồ luôn các bạn ơi. Gamma 3, Gamma 4 đi. Mình đã bỏ cái mod MT ra nha các bạn, kiểu như là giống như backup vậy, bỏ cái mod đó ra rồi cho đỡ nặng. Hôm nay ông Hoàng Anh với ông sĩ sĩ ăn hại nó không on là mình hại, mình phải farm cực lực như thế này. Còn biotoxin nữa các bạn. Còn biotoxin mình còn phải đi lấy biotoxin nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tem đỡ cho các bạn xem con nào đi. Tại vì biotoxin á thì mình có 30 mấy à. Với lại mình nghĩ là không đủ, mình chế được 10 viên thôi. Nếu mà bây giờ đi lấy biotoxin thì mất thời gian, hiểu không? Hôm nay là mình tính livestream cho các bạn rồi, nhưng mà mình nghĩ là mưa quá cho nên mình live không được đó chứ. Ui biết gì, hồi nãy mình chừa stone rồi. Ủa rồi con đập đá của mình đâu mất tiêu rồi ta? Mình nhớ mình để nó trong nhà mà. Đập đá. Không, con này con Ankylo. Không, con này con Mega. Ui, con đập đá mình đâu rồi? Các bạn thấy mình xây cái này để làm gì phải không? Làm cái gì gọi là cái chuồng thú, hiểu không? Chuồng khủng long đó, mình sẽ xây vậy tạm thời thôi, cái đó là cái dự án thôi. Chừng nào khủng long nhiều nhiều một tí mình xây cho nó đã. 700 mấy hả? Ui. Ok, vô đây đủ rồi các bạn, về. Có con này khỏe lắm, nó lăn là dòng lăn chút rồi tới à. Thì các bạn nào mà đang xem mà các bạn chưa bấm đăng ký, các bạn bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Thì mục tiêu của mình là 10.000 subscriber. Nói chung là cũng gần tới 5.000 rồi, cho nên mục tiêu mình mới đạt mục tiêu cái hoàn thành liền thì nó hơi bị nhảm nhảm không. Các bạn có nhiều bạn vẫn chưa biết được mình sẽ đã comeback lại và chuyển qua kênh này, cho nên là các bạn nhớ, bạn nào mà chưa biết các bạn nhớ thông báo cho các bạn đó biết nha, để kêu gọi mọi người subscribe cho mấy game đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ.
Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô. Đây đây mình thấy không? Mình ngay từ ban đầu nha, những cái tập ban đầu là mình đã gọi là sao ta? Để dành rồi, 100 mấy gân bao đờ luôn thấy không? Nhanh lắm. Tiếp tục em ơi. 300 mấy gân bao đờ luôn. Làm phải làm cho tới, làm phải làm cho tới. Con này chỉ lấy Siton thôi, nó không có lấy Flint. Chừng nào mình lấy con Ankylo mà đi á, thì nó sẽ có Flint. Flint. Đây. Amo làm được mấy viên nữa? 38 viên, như vậy là đủ rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm Narcotic ha. Narcotic thì nhắc tới Narcotic nãy giờ quên. Mình có đi farm ở con Ronto rất là nhiều và bây giờ bỏ vô đây. Còn thịt nữa, thịt thối thì mình nhớ là mình có slip on ở đâu rồi nè, mình quên tiêu rồi. Ôi chết bà. Ui, wasabi otosin. Ở đây là quên. Mình nhớ không lầm là mình có slip on kiểu như tất cả thịt trong một cái con nào thì phải. Miss ở đây là hình như là trong cái này. Bỏ vào và bây giờ thì chúng ta sẽ ráp narcotic. Ủa kỳ vậy ta, tại sao mình không ráp được ta, kỳ hả các bạn? Mình nhớ mình học rồi mà. Không, rõ ràng các bạn, bị sao sao á. Kể từ lúc mà mình ấy vô nó bị lỗi á các bạn. Cái quên quên, mình chưa có bỏ ga vô hàng chi. Hàng tree. Bỏ vô đây miếng. Mà bây giờ mình quá trời rồi. Đây đúng rồi, đúng rồi. Mỗi lần mỗi cây là nó 6 6 này có tích lần các bạn. Ủa rồi mình tính làm cái gì ta? À, mình tính làm cái viên đạn này đúng không? Thì đạn đã xong rồi đúng không? Và bây giờ đạn của mình là ammo 90 mấy viên. Ok, 90 mấy viên, sẵn lấy cái súng luôn. Súng mình độ bền còn nửa cây. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm cái đạn đắt ha. Đạn đắt thì hình như là làm ở fabricator phải không ta, hay là smite ta, để mình nhớ coi. Đạn đắt làm đây thì chúng ta bỏ vào đó là đạn và bỏ vào đó là narcotic là xong. Narcotic thì vô biên luôn đó, các bạn thấy công sức đi farm là bây giờ là có thành quả rồi đấy. Làm mắt tinh, mắt bên luôn rồi và đắt. Ủa số có 50 mấy rồi các bạn. Thiếu metal. Ok, thiếu metal. Trời ơi, nhà anh không có gì ngoài metal hết, yên tâm yên tâm. 200 phải lấy, phải lấy có tâm tí, nhưng mà lấy có tâm á thì nó nặng hiểu không? Cái vụ nó gì vậy? Ui mình bỏ lại không được, what the fuck. Ok, dục đồ thần trưởng. Hợp lý. Giờ mình lết vô cái mình lết ra cái mất cục đó. Ở 50 mấy thôi ta, thiếu cái gì nữa vậy ta? Thiếu hình như thiếu đạn. Ồ không, đạn thì không thiếu rồi. Thiếu narcotic hả? Không, không thể nào thiếu narcotic được. Phải không ta? Đủ đủ đủ, vừa đủ số đạn luôn, vừa đủ số đạn mà mình làm luôn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi cái viên đạn, cái đạn làm từ biotoxin nó sẽ làm như thế nào, làm ở fabricator đúng không? Thì bây giờ bỏ biotoxin vào và bỏ metal vào. Ok, như vậy mình sẽ vận chuyển metal. Đó, bây giờ có dịp xài đó. Vận chuyển metal này vào fabricator. Fabricator hiện tại thì chưa có ga. Ok, để mình lấy một tí ga nữa. Rồi, và bây giờ mình vận chuyển đất qua đây. Viên đạn đất đây, 94 viên. Hợp lý. Vào ở đây. Và mình thiếu cái gì ta? What the fuck? Ủa? Mình đâu có làm cái này đâu. Mình làm cái kia mà. Ồ, có cái gì đó sai sai bạn ơi. Biotoxin. Ok, mình sẽ đem biotoxin qua thử coi. Chứ kỳ ta. Lạ lòng nha. Lấy cái này mình đâu có nướng nữa. Ok, lấy thịt nướng hết luôn đi. Để mắc câu là nó sẽ bị boiler.
qua đây bỏ biotoxin vô và đó có gì đó sai sai, có gì đó sai sai, sai quá luôn á, sai quá luôn á. À, hiện tại đồ mình hơi bị nặng, để mình ráp smile cái đó, mình ráp Fabi cái tờ lại các bạn, ráp Fabi cái tờ lại. Nó bị sai sai cái gì rồi đó, bắt powder, what the fuck, giờ mà kêu bắt powder nữa. Không lồn rồi. Ờ 88 bắt powder đây, vừa đủ. Cái cục này đứng mất nha mày. Vậy 50 bắt powder mới bỏ qua mà. Ờ qua đây đúng rồi lộn. Chơi nhiều quá huyết ngáo các bạn ơi. Uống sữa cho nó tỉnh. Fabricator. Hợp lý, nó lại hợp lý, nó lại hợp lý. Bỏ vào turn on và đó. Đây có nó đây. Các bạn thấy là mình hơi bị lỗi lỗi ha. Ở đây đây đây, sau đó thì chúng ta bỏ hết vào đây luôn, rồi sau đó bỏ cái này và làm thôi. 12 viên, what the fuck, 12 viên. Ôi má, thiếu biotoxin trầm trọng quá các bạn ơi, thiếu biotoxin nhiều quá. Để mình ráp cái sao máy, cái máy này hôm nay nó ồn với ta. Mình ráp cái bộ đồ lặn school 3. À, mình nhớ mình học rồi mà, đừng có giỡn vậy chứ. Oscuba học bên đây. Quên, à, chơi ít ngáo các bạn không? Ok, mình nhớ không lầm là mình có bộ đồ bên đây. Hôm nay chúng ta sẽ phần đầu thì chúng ta đi lấy biotoxin đúng không các bạn? Mình đem qua đây mình sửa, cái áo này là xong. Fiber 2 và polymer. Giờ kiếm polymer đâu ra trong nội này đây. Polymer mình nhớ mình học rồi luôn á. À polymer học bên kia. Như vậy thì polymer còn obsidian và cementin đúng không? Bỏ qua đây cái miếng. Và obsidian. Mình nhớ obsidian. Ủa đừng nói đem về là ráp hết luôn nha. Hình như ráp hết rồi các bạn ơi, ráp hết rồi. Phải cái đáy để mình thử coi. À, cái gì? Cái này là cái mod Oslut nha các bạn. Nó có chức năng là hình như là tìm đồ vật thì phải các bạn. Obsidian đây nè. Rồi pool. Không có luôn hả? What the fuck? Pool. Không có. Don. Cái này thử coi. Cái này à, bấm vô cái này thì được đúng không? Bấm vô cái này thì không được. Ồ như vậy là hết cementin rồi. Sao cái này nó sệt, mình thấy cái này nó không ra ta. Thử mình sệt chi tin coi. Cũng đéo có. Sạch metal coi. Ờ metal thì có nè. Metal ingot nè, fabricator induced for gear 14.000. Nó sao lạ lỏng như ta. Như vậy là mình hết obsidian rồi. Làm sao làm polymer. Rồi làm sao xuống đại dương. Thôi kệ không sao. Bây giờ nè gói ghém đi các bạn. Gói ghém nhanh gọn lẹ đi. Bỏ qua đây mớ. Bỏ hết tất cả những cái đồ mà có thể bỏ vào thôi. À, 13 viên, hình như mười mấy viên đúng không? Mười mấy viên biotoxin không làm được cái gì cả. Ui, à, ghê không, ghê không? Dầm mà bà thôi. Và bây giờ thì chúng ta đi xuống lấy biotoxin hả các bạn. Má mình không, mình sợ là mấy con sứa nó còn quýnh chết con cá mập mình luôn á chứ không gì.
Mình sợ điều đó lắm. Rảnh rỗi mình đi farm obsidian. Cái này tạm thời chơi vậy đi. Cái này cũng không đâu có tác dụng gì mấy đâu. Các bạn kêu mình nhấn ép máy để tắt cái này, mình có thấy được con mợ gì đâu. Ui, thằng nào chết vậy? Chói quá. Rồi bây giờ vô đây thì chúng ta cần phải có này. Ok, let's go baby. À, đi kiếm bio toxin. Để mình nâng cho con này, chắc là nâng tốc độ chạy quá các bạn. Đây, má, mình sợ quýnh không lại đó chứ. Thấy không? Thôi chết con cá mập mình rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. À, thất bại thì chứ. Ôi má. Ủa làm sao để giết tụi nó đi ta? Ủa kỳ vậy ta? Ủa mình thiết nghĩ là làm sao giết được nó? Tại sao là nếu mà không đụng nó được thì không lấy one hit nó? One hit nó thì cái đó là một cái phương án bất khả thi vãi cái đái luôn. Thề với các bạn luôn. Phương án bất khả thi vãi cái đái luôn. Ủa để mình suy nghĩ coi, mình chạy về nhà cái mình suy nghĩ coi. Nếu mà bây giờ mà đi lại gần nó giật điện cái mình nhảy ra, rồi con cá mập dính ở đó luôn như các bạn đã thấy hồi nãy. Bây giờ one hit nó thì làm sao để biết được one hit nó, làm sao để biết máu nó được bao nhiêu, nhiều hay là ít, hay là vừa đủ để one hit nó. Rồi nếu mà bây giờ chơi hội đồng á thì liệu rồi nó đang giật điện con cá mập này thì nó có lan qua con cá mập kia không, tại vì ở dưới nước mà. Rồi khi mà nó giật điện thì xung quanh nó là toàn là điện, xung quanh anh toàn là điện đi, thì nó con cá mập thứ hai mà đánh nó thì nó cũng bị ấy luôn mà ta, cũng bị giật luôn mà ta. Quá khó hiểu quá. Ok, tập sau mình sẽ tính sỏi cái tụi mấy con sứa các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái đầu cửa cho con quét dầu trước đi, đầu cửa cho con quét dầu để mình đi tem chứ. À, bây giờ mới có thể làm được đầu cửa cho con quét dầu. Đây chúng ta thiếu cái gì? Silica 2, fiber và cementin. Ok, chúng ta sẽ sử dụng cái này. Silica nè. Không có luôn hả? What the fuck? Giỡn hoài. Mình mà không có silica gì trời. Ôi mà thiệt, hình như là lâu quá mình không thấy silica, đồ mình đâu hết trơn rồi ta. Rồi tính ra mình không có thấy silica luôn á. Mình nhớ mình đâu có dục qua đây đâu đúng không? Ờ silica còn còn nhiều vải cái đáy, còn nhiều vải cái đáy. Mình nhớ không lầm là mình có lấy con Mega Therium của mình đi farm này để mình thử coi. Trong đây có không? Không có một cái gì luôn. Ui. Trời ơi, nhiều đồ dữ bay. Ok, như vậy là mình vẫn không làm được, mình còn thiếu nhiều đồ quá các bạn. Mình thiếu nhiều đồ quá, để rảnh mình đi farm. Rảnh mình đi farm, còn bận thì tất nhiên là không đi farm rồi. Rồi như vậy thì mình sẽ tận dụng mười mấy viên đạn này với lại là 80 mấy viên đạn này, không lẽ không bắt được một con các bạn? Giỡn hoài. Và cây súng đúng không? Cây súng thì đơn giản thôi, cây súng là lông nách. Không lẽ không, trong cái nhà này không có một cái lông nách nào? Ở lông rat hả? Cái này là cái đến để phu đồ thôi chứ không phải là để phu súng hay là đồ vật. Để mình xem coi sức mạnh của mình review cho các bạn xem sức mạnh của cái cây biotoxin, cái viên đạn biotoxin nó như thế nào ha. Đây, mình còn viên nữa, cây nữa đây. Hợp lý, nó lại hợp lý. Rồi, và bây giờ easy thôi. Bắt một con nào đó. Ui. Let's go baby. Con này đi chậm quá ta, con này đi chậm quá, hơi bị chậm. Bắt con gì lạ hả các bạn? Bây giờ bắt T-Rex á thì mình nghĩ là cũng được đó. Để mình xem coi. T-Rex đúng không? T-Rex thì mình cần phải có thịt đùi.
thịt đùi, nếu mà không có thịt đùi thì ít nhất mình cũng phải có thịt thường. Mà ngay bây giờ mình trên răng dưới dưới dái rồi, không có một miếng thịt nào luôn. Ok, đi farm cái đã. Mà bắt T-Rex nhá. Ôi đừng có chạy vậy chứ. Mà bắt T-Rex á thì con này trâu nha. Nếu mà bắt T-Rex thì chúng ta phải đem theo narcotic các bạn ơi, narcotic. Hay là đem biotoxin, bây giờ biotoxin mình còn dư không ta? Bây giờ tạm thời mình cứ lấy biotoxin đi. Biotoxin cho nó ăn thì không còn dư luôn, ghê luôn. 100 narcotic là quá dư rồi. Hôm nay có T-Rex rồi nha các bạn, hôm nay mình hứa các bạn là có T-Rex thôi. Không vấn đề gì cả. Đối với mình bắt con T-Rex như là bắt một con muỗi, các bạn có hiểu không? Nhưng mà mình không đi con này. Ủa hình như tao đâu có kêu mày theo tao đâu. Mình lên mình lấy con đại bàng hoặc là con ta be đi, tại vì đại bàng á đủ. Con đại bàng nó nhanh. Ok, let's go, let's go, bây giờ mà kiếm 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 T-Rex thì nó cũng hơi cực. Ủa nhưng mà Spylat nè, đi quên hoài luôn các bạn, thề quên hoài. Đem theo cái Spylat nữa để mình có thể nhìn thấy cái level của khủng long, không chừng mấy ông ngoại anh có nè. Ai chà, ai chà chà, ai chà chà. Spylat, Spylat, Spylat làm luôn. Ở đây đây đây, có rồi. Ui da, đi let's go baby. Các bạn chờ mình một tí, mình đi vệ sinh một tí nha. Ok, let's go rồi các bạn ơi. Giờ tâm trạng thoải mái rồi, nó muốn tìm con nào là có con đó. Tego gì Canon kìa. Nhưng mà ban đầu á, chúng ta phải đừng có bị kiểu như bị động lòng, các bạn hiểu không? Nói như thế nào thì làm như thế lấy. Chúng ta hôm nay nói là chúng ta đi tìm T-Rex thì chúng ta đi tìm T-Rex thôi. Đi chừng nào thấy T-Rex thì thôi. Spino, Bino hả? Bino cũng được. Nhưng mà Bino thì miễn cưỡng tem thì được, cái level 28 thì nó hơi bèo các bạn. Mắc công lắm. Tem cái con nào mà cho đáng con đó các bạn. Giờ đồ chơi mình nhiều mà, bây giờ mình đồ chơi nhiều lắm. Ở thì T-Rex kìa. Nhiều nhiều 56 hả? Được được, 56 thì cũng ổn, ổn áp. Bên trên đây có một con alpha nè. Trên đây có một cái rớp tím nè, mình không biết là mình lấy cái rớp này con. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Con này hơi bự nha các bạn, T-Rex gì vậy? T-Rex alpha các bạn ơi. T-Rex alpha. T-Rex alpha chắc luôn. Ui, T-Rex alpha. Nó đang quấn với con Stegostack kìa. Ui ui, trong đấu nảy lửa thế, một con Tego chết rồi, rồi con kia chết luôn. Nhém chết, nhém chết. Ôi ghê quá, ghê quá. Hình như ở đây có hai con kia đó nè các bạn. Con này 28, con kia 56. Tất nhiên rồi, thấy tem con 56 rồi. Con tiêu rắn ở trên kia nó không biết nó ấy không. Mấy bây giờ sao tem ta? Bên đây địa thế không có thuận lợi. Các bạn chờ một tí mình suy nghĩ nha. Nếu mà bây giờ mình dụ con kia qua sông, nó sẽ rụt, bắn nó sẽ nó gục, nó sẽ gục ở dưới sông. Như vậy thì không tốt. Nếu mà bây giờ á, mình bắn nó đứng ở trên đây, đứng ở trên đây thì có thể là mình sẽ té xuống khi mình xuống con chim. Không được, chơi lớn không được, mình không dám thử.
nếu bây giờ mình bắn mình thả diều nó thì kết quả cũng không tới nổi nữa mà. Khả quan, mình sẽ dụ nó qua đây. Qua đây thì nước khó mà, không mà thấy là tem phải đầy đủ cho nó giải quyết cái con trai nó xong đi mình tính. Ui, hình như con T-Rex kia chạy hay sao phải, hình như nó chạy. Ui, nó đang đánh con này nó chạy. Ui, nó yếu máu hay sao các bạn. Ui, nhưng mà không sao, mình cũng không nghĩ là mình sẽ giết nó. Nói trên kia có con alpha, nếu không là được rồi. Bắn thả diều luôn hả ta? Bắn thả diều thì tốn đạn lắm. Ui, raptor nữa kìa. Nếu mà đứng trên đây, đứng trên đây thì cũng không khả quan. Để coi mình coi địa thế trên đây như thế nào. Cũng không ổn lắm. Đứng ở đây hả? Trên kia có một cái núi. Con T-Rex có thể đi dễ dàng lên không? Trên kia. Đó, các bạn phải tính dữ lắm nha các bạn. Có thể là mình sẽ bỏ con T-Rex này. Bino. Bino. Ui, ui, một con T-Rex mà mày chơi mày gan thế. Mày dám chơi với 5 con Ramto. Mày gan đấy. Ok, mình đi kiếm con T-Rex khác nữa các bạn. Nếu mà không gần đây không có, mình sẽ quay trở về con kia. Ui, mắm lộn gì rồi. Utiranus. Ủa không, con đó con móng tay dài. Spino hả? Spino cấp mấy? Nếu mà là cao hơn cấp con hồi nãy thì tính tiếp. 84 các bạn, Spino 84. 84 là căng ấy, Spino 84 là căng. Spino 84 là căng. Cano hả? Ok, là đây em. Thoải mái em. Trời ơi, canh lúc mà con chim ta đang đi ỉa mà mày dám. Ok, Raptor lại đây luôn em. Raptor, hello. Motherfucker. Dí liền, ôi dí dí. Con này có chiêu ngậm đầu nha các bạn. Dí liền các bạn thấy không. 1 phút 30 giây mà đã lia được cái khu vực này rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dụ con nó vô. Dính 1 phát, 2 phát. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn cái viên đạn sóc kinh nó như thế nào nha các bạn. Viên đạn này phải trúng. À, hay quá, có con cano làm mồi cho mình rồi. Ôi chết mẹ, hụt một viên rồi. Dính. Đừng có xỉu ở dưới nha ba. Tạm thời mình bắn viên đỏ trước các bạn để mồi, để làm mồi hiểu không? Hay, giết nó xong đi, giết nó xong đi rồi tao bắn tiếp, giết nó xong đi tao bắn tiếp. Hay hay hay. Rồi nè nè tới nè. Gì sóc kinh còn có gì vậy? Ui, ủa sao mình nhớ nhiều lắm mà. Ủa sao mới bắn có mấy viên chích. Ủa mình nhớ là 7 8 viên lận, 9 10 viên lận á. Ủa kỳ ta. Bị hack hay gì á. Ok không sao, đó bây giờ mình có thể ngồi ăn mì và bắn Spino rồi. Chạy rồi các bạn ơi. Nó chạy à. Ê. Đừng xỉu dưới nước làm ơn. Mình không ngại nó cái việc mà nó chạy, nhưng mà đừng có dưới nước là được. Con này nó chạy nhanh lắm á, không chơi đâu. Turbo nó chưa hồi nhanh vậy đâu các bạn. B
bên kia còn Raptor nữa kìa. Má bắn phong long gì cho hao đạn lắm, từ từ bắn. Bắn phong long gì hao đạn lắm các bạn. Đứng lại gần nó thì nó không được tốt. Chơi mày luôn. Ngại mày sao? Dụ nó, dụ nó, qua đây, qua đây, qua đây em ơi, qua đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn con mẹ nó luôn. Lên đây được không? Lên đây được không? Lên đây được thì nói chuyện. Sao lại đi qua kia má? Khó chịu rồi ta. Chưa thay đạn xong nữa chứ. Có nhiều bạn hỏi tại sao mình không xây cái chuồng, xây cái bẫy. Ui ta, mấy con quỷ này bẫy làm cái gì? Mấy con mũi này đang quýnh lộn với con kia hay gì kìa. Đúng rồi đúng rồi, làm mồi làm mồi làm mồi làm mồi làm mồi, hay quá, làm mồi làm mồi cho mình. 84 nè. Đó, con nào 84 mình nhớ đặc điểm nó coi. Con kia 84. Con này 84 nè. Nó chạy các bạn, hình như nó không đánh mình các bạn ơi. Hình như nó không đánh mình. Nó bị sao sao ấy. Nó bị sao rồi, nó không đánh mình. Ôi nó xỉu rồi kìa. Ui mấy con muỗi này. Mấy con muỗi hiểu không? Mình các bạn hiểu mấy con muỗi này không? Mấy con muỗi này là nó dạy hiểu không? Mấy con muỗi này. Ba đầu quỷ này. Bẻ cổ một cái một. Ủa mà mình thắc mắc là hồi nãy mình không nhớ là mình bao nhiêu viên shocking, bao nhiêu viên biotoxin mà tại sao mình bắn nhanh dữ vậy ta? Nó đi hết rồi. Nhanh quá. Đấy, trời đang rất là lạnh. Ý mình ở trong game nha các bạn. Mình quên làm đồ cửa cho nó nữa. Ui đói bụng nữa hả? Spino đúng không? Spino đây. Spino thì chúng ta wrap ở fabricator ở smile. Chúng ta cần phải có silica nữa hả? Đuối chứ hả? Nếu mà bây giờ mình vận chuyển nó về thì cũng hơi mệt. Mà bây giờ mình rất là tiếc là mình bỏ cái empty prop rồi. Ủa, empty prop này có rồi nè. Nhưng mà cái này thì là không phải là cái bản mod mà là cái bản gốc luôn. Hiểu không? Thực chất trong bản gốc cũng có một cái empty right bot nữa. Nhưng mà nó sẽ ráp ở cái stack này nè các bạn. Mấy cái stack này nè. Nói chung là các bạn phải giết boss nó mới ra. Tại khá là như vậy. Ok bây giờ mình sẽ đứng chờ cho con quỷ này xong hả các bạn. Sẵn. Ui con này nó xuống turbo nhanh, hơi bị nhanh nha các bạn. Con này xuống turbo hơi bị nhanh á. Ui. What the fuck. Ui.
hình như nó không đánh, nó không đánh các bạn ơi, nó không đánh. Ok, để mình xem coi. Ui, nó đánh đấy. Ui. Chưa thấy nó đánh mà đã mũi thấy mũi đánh à. Ui. Mũi nhiều thế. Mày thay mấy anh ơi. Bay cái thật xa, quay đầu lại nào. Rồi. Đây. Ok. Á à, trời sương mù quá trời luôn, mình không thể nào mà thấy được cái gì. Ủa, mình lạc cái con ấy rồi. Ok, hết mưa rồi, hết mưa rồi các bạn, hết mưa rồi. Đỡ đỡ được một tí rồi. Ok, okay. Này, này. Con Spino kia nó mất tiêu rồi ta. Ui. Rồi thôi. Mà sao nó không dí mình nữa? Ở đây nè. Điên hả? Có bị điên không? Ôi ơi, con nào đánh nó mà nó còn có... Nếu mà tem nó được thì nó cộng được có 24 level các bạn. Má tức gì đâu á. Vùng này nguy hiểm là phải chịu thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho nó xong thôi các bạn. Giờ chỉ việc ngồi đây chờ thôi, chả có vấn đề gì cả. Có con nào quậy quạng mình sẽ bụp nó và bây giờ mình bỏ vô cho nó. Nè, cổ tích. Rồi cho nó cắn về bình thôi. Đó, lâu lâu cho nó cắn về bình vậy là xong. Chả vấn đề gì hết. Easy, việc nhẹ lương cao. Ok, xong rồi các bạn ơi. Mình thề với các bạn, nó lâu rồi, nó lâu kinh khủng khiếp đạm tởm lợm luôn. Ôi, cuối cùng cũng xong rồi. Mình cắn cho nó, các bạn biết gần nhiêu không? Gần 50 cái narcotic luôn á. Đậu lắm. Ý, sao nó không đi? What the fuck man. Nè, let's go. Với con này thì bá con mạng nó. Ui, chạy nhanh thế. Ui, đi từ từ anh ơi. Và bây giờ thì thử đánh đam nó coi nha. Kỹ ta. Chơi luôn. Ui, con này 150. Chơi nó anh ơi. Chơi nó, chơi nó. Chơi luôn, chơi luôn. Ui. Đánh con này trước anh ơi. Ok, nó muốn đánh con nào đánh, mình nghĩ là không chết đâu, yên tâm đi, nó mạnh lắm, nó mạnh lắm. Con này mạnh lắm, con này mạnh lắm. Có thịt đùi cho nó ăn thôi, chứ không gì. Người phải cái đấy. Mày lấy thịt nó luôn anh ơi, lấy thịt nó luôn, lấy đầu nó luôn, lấy tiết nó luôn. Lấy luôn, không lấy, mình lấy. Ok, bây giờ mình dẫn nó đi về hả các bạn. Bây giờ đi đường này. Nếu mà đi đường mé sông đi cho nó đỡ nguy hiểm các bạn. Đó, đường này sẽ dẫn về tới nhà của mình. Ui, con kia bao nhiêu level ta? Hồi nãy con kia. À không, con này con thì móng tay dài. Ui, tính ra hồi nãy mình dí nó từ bên đây qua bên kia luôn các bạn. Ui, nó đi cũng nhanh phết nhờ. Thì để cái cây làm đồ cửa cho nó mà cần bao nhiêu CDK? Spino. Đồ cửa nó cần bài 25 silica thôi, cho nên là mình có thể giết một con sao nào đó để mình làm đồ cửa cho nó luôn tập này. Con kia bao nhiêu hả? Con kia 20 hả? Chơi luôn em ơi, nhưng mà thôi. Tạm thời mình không giao chiến. Cứ đi thôi, cứ đi bình thường thôi. Mấy con này chạy nhanh thấy sợ luôn các bạn, xám hồn rồi chứ. Con ta be à. Ui, thấy tao mày sợ mày chạy hả mày. Không cần mày nữa đâu mày. Let's go baby. Nó đi lần lần khúc xong này sẽ ra được cái nhà mình. Ui, con T-Rex này bệnh rồi, mình không muốn giao chiến cho nó đâu. Con T-Rex này 20 mấy. Với một con Spino như thế này thì dư sức để giết được một con T-Rex luôn các bạn. Con này 28, ui, con này mình mạnh nhất rồi. Ủa, hình như Barrasur đúng không?
Ôi. Ôi. Raptor, mấy con mũi Raptor này. Giải quyết nó em ơi. Ôi, sao nó bị kẹt rồi? Let's go baby. Sao má mình bị lỗi sao các bạn? Trời ơi em ơi, hai. Anh đánh con nào em chơi con đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Quậy quậy tới bến nha anh, quậy tới bến nha anh. Ôi con nó dai quá em ơi, đi em ơi. Mình không có kiên nhẫn các bạn hiểu không? Mình không có kiên nhẫn với mấy con bị đó. Chơi luôn hả? Chơi lớn à? Ờ chơi lớn nha. Ờ chơi lớn nha. Ờ chơi lớn nha. Ờ nó quấn em nè anh ơi, nó quấn em nè, quấn em nè, quấn em nè, quấn em nè, thấy không? Thấy không? Trời ơi quấn nè, quấn. Ui nó quấn quá trời. Chơi liền. Ui Alpha Raptor, không được, không được, không được. Con nó mạnh, con nó mạnh. Ui đừng có chọc giận nó. Ui. Thôi thôi bắt xẹp đi, bắt xẹp đi. Khoan từ 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 từ. À căng thế, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Alpha Raptor mình không muốn đánh con với con đó các bạn ơi. Con nó mạnh, chính xác là con nó mạnh lắm luôn á chứ không phải là mạnh thường. Cano level 12 thôi, không chơi. Né né đó, tránh vô chẳng xấu mặt nào. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta đã có thêm một thành viên mới thôi các bạn. Thành viên này hơi bị mạnh, hơi bị mạnh. Rồi rồi rồi. Để mình sẵn mình làm cho nó cái đầu cưỡi luôn. Đó, bây giờ việc tiếp theo đi kiếm con Sam nè, mới khó nè. À, mình phải nghĩ tập sau mình phải nghĩ cách ra để khắc chế được lấy được cái biotoxin. Nó CDK nào ta? Ok ok mình không 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 phải không phải ờ à, dưới đây có con này các bạn. Ok để mình quấn nó lên bờ cái đã. Thôi đừng đi xuống dưới, đừng đi xuống dưới. Ok rồi sau đó chúng ta sẽ lấy con chim quém nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái này. Ui chưa tới 22 nữa, thêm một con nữa thôi các bạn là đủ, thêm một con nữa thôi là đủ. Ờ hình như con dưới kia có một con. Đây đây đây. Đi lên. Ui. Đừng có đi xuống, đừng có đi xuống, đừng có đi xuống. Đi lên, đi ngược hướng lên. Đi, đi lên, đi lên. Ôi, nhanh thế. Ủa có 8 CDK à. Hay. Ờ à, đủ rồi các bạn, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi như vậy là chúng ta sẽ về Smilerap cái là xong luôn, review nhẹ nhẹ sơ sơ cho các bạn xem Spino nó như thế nào. Đầu tiên bỏ lên đây, bỏ lên đây cái và sau đó Spino. Spino thì chúng ta thiếu 2 Fiber và Cementin đúng không? Ok, đây thì chúng ta sẽ có Cementin hơi bị nhiều. 2 đây, đây là Fiber. Fiber mình nhớ không làm là mình vứt hết rồi. 60 Fiber đâu có đủ. Tạm thời bỏ vô đây trước đi. Fiber 2 và Cementin và Spino dư sức. Ok xong. Và bây giờ thì quẩy lên em ơi, quẩy lên, quẩy lên. Giờ tới giờ quẩy rồi.
Ui, đi hơi bị nhanh nha các bạn. Con này tất nhiên chúng ta mát đam nha các bạn, mát đam. Một cạp thôi. Hai cạp, hai cạp. Con chim này một cạp, mình đoán là một cạp, một tới hai cạp. Ok ok, ba cạp mới được. Như vậy chúng ta sẽ mát đam lên. 300 đam. Ok, chiêu 2 nó có nói như thế nào các bạn? Ui, ủa chiêu 2 nó làm cái gì hả? Ui, chiêu 2 nó đi bằng hai chân hả? Ui, giỡn hoài. Holy shit, chiêu 2 đi bằng hai chân. Oh my god. Đi gì nó tốn stamina nhiều hơn không ta? Mình đoán là nó không có tốn mấy ha. Chữ C coi. Bây giờ đáp xuống nè, chữ C nè. Nó khè ra vậy có được cái gì không ta? Không được hả? Ui, thử nha, để mình thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình sẽ đi bằng bốn chân và đánh nè, đánh chuột cái một cái nè, đánh cái con rùa nè, nó sẽ ra 143 đúng không? Bây giờ mình đánh cái con rùa nữa nè, 200 mấy. Holy shit. Ui, hơi bị căng đấy. Ui, hơi bị căng đấy. Ui, hơi bị căng đấy các bạn ơi. Ghê vật cái đấy. Ui, đã thế, chơi con này sướng thế. Ui, các bạn thấy không, khi mà đứng xuống như vậy là đi bằng 4 chân đam nó sẽ yếu hơn đi bằng 2 chân nha các bạn. Ui, chơi con này sướng thế, con này không biết khả năng lội nó tới đâu các bạn. Để coi mình đi xuống nè, bây giờ mình đang đi hai chân này nha. Để coi mình lội như thế nào. Ờ, lội nó hơi yếu, lội nó hơi yếu. Ờ, nó dưới nước thì nó không có chế độ mà hai chân bốn chân gì cả. Hay là bây giờ mình để mình xem tập sau đi, mình sẽ dụ cho tụi tụi Biotoxin mà nó đi lên, tụi sứa nó đi lên á. Đi lên khỏi mặt nước, không hay là khỏi mặt nước mà vừa đủ mặt nước, cái mình lấy con trai của mình nè, ôi con Spino của mình nè, giết nó, hợp lý đấy. Ok, có một cái ổi cá hả, đây đây món khoái khẩu của anh đây, món khoái khẩu đây. Ok, xong. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của Megame, của Tùm MG nha, về ARK nha. Và các bạn nào mà chưa bấm đăng ký, các bạn bấm vào đăng ký. Và khi bấm vào đăng ký, các bạn có một cái chuông á. Các bạn bấm vào cái chuông đó, khi mình ra video thì các bạn có thể xem sớm nhất nha. Nhớ giúp mình share video này rộng rãi và nói cho các bạn nào mà chưa biết về mình á, thì để cho giúp cho mình được 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Bye bye.